Đó là một tuần hay là một tháng em tốn khoảng bao nhiêu tiền? Cái này thì nói chung anh em tính tiền Việt thì cũng hơi xó tiền đấy, nếu mà mới đâu quá tính tiền Việt đi chơi xó tiền lắm, không có dám đi chơi đâu. Mấy bạn suy nghĩ là đi qua Úc, mà nếu mà đối với mấy bạn nào mà có bằng đại học rồi á thì nên đi dưới dạng của Thành đúng không? Còn mấy bạn mà du học sinh, mấy bạn nào không có mấy đó là phải đi học thôi à. Thì sắp chỉ có giờ nó đâu có mở cửa cho cái loại visa nào khác ngoài cái loại visa 462 này đâu. Cái này thì đúng mà để nói mà tâm sự với các bạn trẻ đâu, sau này thì cũng vậy, nhưng mà đây ba anh em mình thì chia sẻ thật sự là quan trọng nhất là sang được bên này thôi, sang bên này rồi thì thích thì có nhiều cái lắm, bên này anh em Việt Nam mình thì thật toàn là gọi là đâu có sàn hết rồi, thích đi học thì đi học. Con chỉ cho trường hôm bữa mấy anh con chỉ cho em cái trường trường gì mà đăng ký đi học 2 buổi đấy, còn lại đóng tiền là được thì cả chả cần đi học nữa kìa, giữ visa mà. Có mấy bạn mà gọi điện tới hỏi thăm rồi kêu là có mấy chỗ nó nhận visa 462 mà nó nhận 200 triệu rồi 300 triệu rồi này kia, qua đó có chỗ ăn ở kiếm việc làm luôn, thì có nên làm theo những cái agent đó không? Cái đó thì em khó nói lắm ấy, vì thực ra là em có quen có một ngày trước em có mấy đứa em sau này mà xin cái thư giới thiệu ấy, là em có ngày trước em làm Hà Nội là trong hội đồng hương huyện em ấy, có một anh làm ở trong cái mảng đó, thì anh hồi trước là đúng xin cái thư thì có thể là luôn lách cái suất này suất kia được, còn về sau này thì em hỏi anh ấy nói cái đoạn này anh không rõ em ạ, nên là những cái đối tượng mới bảo xin visa quan trọng là xin ra visa thôi, còn bảo anh ở bên này thì giống như em đây, hồi trước em qua là về chui vào trong cái farm đó thì đúng là bảo anh ở luôn, đi lừa không phải bảo anh ở nhưng có chỗ ăn đi ở đi sinh hoạt thì có chỗ đấy, nhưng mà vẫn trả tiền thôi, thì có họ báo cũng được mà có đáng bao nhiêu đông đâu, vấn đề là có ra được visa cho mình để mình qua không thôi. Tại nhiều bạn sợ rồi qua rồi không biết là ai đón, ai đưa rồi ai xin việc đâu. Quá thì Mấy không bạn sợ, sợ. vấn đề nói chung là vấn đề các bạn đấy là quá hay không thì không sợ, quan trọng là có visa để quá là được. Chả có ai nói là ký hợp đồng mình ở Việt Nam này kia bảo là sang bên này phải làm cho ai mấy năm không có đâu, làm gì có vậy được. Sang đây là ui tôi vô đấy thì nay kia cần đi đi làm ở đó khoảng tháng khoảng mấy tháng gia hạn nuôi, còn lại là tự do mà có ai ấy mình đâu được. Đúng rồi, tại nhiều khi nếu như mà mình đi theo kiểu đó, thứ nhất là mình tốn tiền, thứ hai là mình bị thiếu tự do, mình phải theo luôn cái chỗ mà đã được set up sẵn. Nhiều khi qua rồi đó mình thấy được là ở bên đó nó tự do rồi, nhiều khi mình muốn nhảy chỗ khác thì lại dính cái chỗ này luôn, mình đã lỡ đi theo. Còn một cái này nó quan trọng lắm mà mấy bạn đó không 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 nghĩ tới nữa nè. Thứ nhất là mất tiền số lượng nhiều rồi đúng không, mà kết quả thì không được, mà cái mà các bạn bị mất á là cái khả năng của các bạn để mà các bạn ở, và các bạn gọi là flexible, cái khả năng của các bạn để các bạn sống được ở một nơi mới á, cái đó nó rất là quan trọng. À, là bạn tự học được cái kỹ năng mới và bạn tự gọi là đi gọi là tự mở rộng cái mối quan hệ của bạn và tự đi xin việc á, như kiểu bạn bạn Thành này bây giờ đâu có ngán nào đâu, cứ đi xin việc ở chỗ này không được thì đi chỗ khác thôi. Và các bạn nghĩ đi qua bên một nước Úc nước lạ thì mà các bạn lại không có mấy kỹ năng đó, cứ vô một công ty làm. Mình kể cho bạn nghe một cái câu chuyện như thế này nha. Trước khi mình kể cái gì này, mình hỏi em Thành chút xíu này. Cái chỗ em làm farm đó, người ta lấy tiền ăn ở của em là bao nhiêu tiền để cho các bạn biết luôn. Hồi đó là em mới sáng nay không biết thì đúng giờ biết thì dần luôn anh ạ. Hồi đó lấy 1 tuần ở của em là 110 đồng à, bao nói chung bao hết các cái bưu hết các kiểu đấy, nhưng mà ở đó vậy là đắt quá, xuống đây một một tháng là 400 đồng đô thì cũng ở thoải mái, nhưng mà ở đó sinh hoạt cũng được chưa thoải mái sạch sẽ như ở dưới này đâu. Em có sự lựa chọn chỗ khác không? Nếu mà em không chọn chỗ đó, em ra ngoài em ở thì tốn tốn tiền của em đi xe chỗ chỗ đó tới chỗ làm mỗi ngày đúng không? Đúng rồi, khi ở đó thì lấy tiền đi làm gần gần luôn Ôi, được cái này mất kiến thì à. Đúng không? Bây giờ như người ta lấy giá 120, 130 nữa em cũng chịu thôi. Tại sao? Tại nó tiện. Giống như mở của trường đại học á, em mở từ ký túc xá của trường đại học thì nó cao hơn cái ở ngoài. Ở ký túc xá nó lại có những cái anh chị em giống như kiểu mấy anh bạn sinh viên ở, em ở trong cái farm có thể ở chung với lại mấy anh chị em đi làm chung, nó cũng tiện. Nói chung nó được cái này mất kia à. Còn giá cả chủ xét giá nào đó thì câu chuyện của Thành thì mình muốn chuyển qua một câu chuyện của bạn khác thì mình cũng không tiện nói tên ha. Thì bạn qua bên Úc rồi, đó giống như trường hợp của nãy của Thuận nói đó, có công ty không phải visa 462 nha, visa 407, có một cái người chủ, người ta
bao các bạn này là gọi là bao bao là coi như có việc làm luôn rồi đó nha. Yeah. Không xin nữa vô tại bao 4 407 mà qua đây là phải gọi là visa training mà qua thực tập sinh á, rồi qua đây. Yeah. Đó. Yeah. Trong đó người ta bắt buộc á là phải ở ký túc xá của doanh nghiệp đó, ký túc xá. Yeah. Của cái nhà hàng khách sạn đó rồi. Yeah, yeah. Thì bây giờ giá thị trường á là mình ví dụ thôi nha giá thị trường khoảng chừng đâu 2 đồng một phòng một tuần đi. Yeah. Thì cái doanh nghiệp đó lấy là 2.5-3 đồng. Yeah. You have no choice. Yeah. Không ở đó thì nó không cho làm thì các bạn. Yeah. Tính sau bạn tính đi đó, mà bạn đó biết là giá thị trường nó như vậy, đi hỏi xung quanh là nó như vậy và ai qua cũng như vậy hết. Yeah. Nam Trung Quốc Ấn Độ Mã Lai nước nào qua đây cũng vậy hết đó. Yeah. Rồi à, bây giờ bạn chịu chọn không? Không chọn chỗ đó thì không cho làm, không cho training. Yeah. À, các bạn thấy sự phụ thuộc vào một cái công việc không? Là các bạn thấy nó có bất lợi không? À, nó bất lợi đó. Bất lợi. Nói chung dính đến một cái gì đó mới có cái giáo keo lên. Giáo keo. Biết lắm. À, ví dụ như làm hết 1 tháng, hay là 2 tháng, hay 3 tháng, 5 tháng, 1 năm, rồi là cứ được dính như hoài luôn à? À, thì phải chịu, mà không phải được ở một mình một phòng đâu. Hồi nãy mình nói là giá thị trường là 2 đồng thì giá bạn nó phải trả là 2.5 đồng, và cộng thêm nữa đó là bạn nó được phải ở chung với một người nữa đó. Nó đủ kiểu rồi, thấy không? Đấy, đầu tư thế này thì về lời đấy anh nhờ, bỏ 2 đồng bán 5 đồng đấy đấy. À, đồng đó. À, đó bạn phải suy nghĩ là khi mà người ta đưa cho bạn một cái hợp đồng như vậy là bạn ở Việt Nam bạn sẽ suy nghĩ ôi qua đây khỏi phải suy nghĩ về chuyện xin việc, nhưng mà các bạn đâu có biết ở bên này người ta trả lương tối thiểu là 20 đồng một giờ, đúng không? 24 đồng, đúng không? Yeah. Đúng không? Là cái này là bạn training, đúng không? Người ta trả tiền thấp xuống lý do là bạn đang training. Đúng rồi, nhưng đang training chuyện sáng luôn đó. Bạn phải suy nghĩ nữa rồi tiếp tục. Nếu mà bạn biết làm rồi người ta có trả bằng lương 25, 27, 30 đồng không đó, bạn phải suy nghĩ. Yeah. Thì bạn phải suy nghĩ ra tại sao ngày xưa mà mình nhảy việc, và các bạn coi những cái video vừa rồi của mình có đăng rất là nhiều, tại sao mà 10 năm trước mình đã làm ra mỗi tuần là 2.000-3.000 rồi mỗi. Yeah. Tuần đấy nha, mình chỉ đi làm. Yeah. Công mình chưa có đi ra ngoài, mình làm cái gì ở ngoài hết á, là chưa hề đi ra ngoài chỉ chiến đấu dài hết, không chưa kinh doanh, chưa có ra làm tư, chưa có gì hết, chỉ có đi làm công thôi mình đã kiếm số tiền 2.000-3.000 mỗi tuần. Yeah. Thì để các bạn hiểu là mình không có phụ thuộc vào bất cứ công ty nào đó, mình cứ nhảy thôi. Công ty nào trả mình lương cao là mình làm, rồi xong. Mình không có phụ thuộc vào ông nào, bà nào hết á. Yeah. Rồi. Từ khi vậy thoải mái tư diễn làm việc này cái nhảy việc khác với về miền rau hợp việc mình cảm nhận phù hợp với cái năng lực của mình lên đó đấy. Nhảy. Ông đã qua tới nước Úc rồi mà còn có tư gì là phải làm một chỗ nữa, thua rồi, người ta thông nghiêng bạn giỏi mà người ta trả lương mình thấp. Rồi xong rồi bạn nhăn nhó nhó, bạn làm một cách gọi là cho có chi vậy? Đó, không đứng nước cho tự do đủ thứ chuyện hết, tự do xin việc làm, tự do ngôn luận luôn. Rồi bạn tự do, bạn muốn là làm hay bạn cởi truồng bạn đi vòng vòng ngoài đường cũng ai nói gì bạn, không ai bắt bạn luôn. À, chứ đừng có nói gì, nước tự do. Vừa rồi các bạn không biết gì rồi đó, nguyên mấy trăm người đó, người ta cởi truồng hết rồi kìa, cần truồng hết, đạp xe đạp chạy vòng vòng ở city đó. Đang máu quá trời đó, để nó nói được nước tự do mà. Thấy không? Đó. Rồi thôi quay câu chuyện của anh Thành. Thì Thành thấy công việc ở bên này ok đúng không? Thấy, đi qua đây xin việc thấy nó, miễn là lo cái visa qua bên này cho nó xong cái chuyện visa là mọi việc ở bên này là nó nhẹ nhàng rồi đúng không? Dạ yeah, đúng rồi. Nói chung là chỉ cần có khó nhất là cái visa thôi, còn qua đấy rồi thì thích định hướng đường nào đường kia hay là công việc đâu thì qua đấy thì quan trọng cái thứ hai này là qua được rồi thì có cái bằng lái xe với là biết lái xe quan trọng đấy, vì muốn nhảy việc này việc kia cũng phải có bằng lái cái này kia mới đi làm được, chứ còn không sớm bắt xe bớt rồi đi xe tram xe train rồi để đi đây thì có là mất nửa ngày thôi không có làm việc được. Cái quan trọng nhất đấy. Em có gặp một bạn nào mà không có xe thì những người đó người ta gặp khó khăn như thế nào? À, quả anh ở đây ví dụ em
em ví dụ cầm một cái chì ở đấy, cái chì đó rất là tồi, chì đấy là sáng đây 8-9 năm rồi, không biết lái xe gì hết, nhưng mà trước đây là đi làm nhà hàng bưng bê đâu đó 7-8 năm đấy. Sau này có kể về cái anh kia, nhưng mà nói chung tình cảm vợ chồng cũng có mặn mà lắm. Thế là sau này rồi, sau này em cũng mới gặp sau này bạn của ba chị của bạn em, thế cũng thằng cu thì hay quầy nữa, với cả vợ chồng những đâm thầm lắm, nên quá đồng viên đồ này kia rồi cho bảo chị đi học, thì em cho số ông thầy đi học đồ các kiểu ấy, thế cũng đi thi, thì ba lần thi lại mới tạch tiến tạch xuống sáu mươi đầu ấy. Ngày trước hai mẹ con ở nhà đóng cửa giống tự kỷ, anh muốn đi chơi sân đeo vân cũng phải bỏ con vô xe đi đẩy 30 phút, giờ có xe rồi, em cũng ông anh mua cho một con xe 6,000+. Ê, giờ mẹ biết lại còn lại xe là hai mẹ con thích chiều là đi chờ rồi thích đi dạo công viên vòng, giờ sướng lắm, giờ có phụ thuộc đâu nè, ông chồng giờ thích về thì về, ông về thôi à, đấy à, con, có xe rồi tôi đi đâu tôi đi rồi đúng không? À, chờ bùa này kia, ví dụ có một đứa em sang đây du học sinh, nhưng mà đi làm thì nó đi làm thì ngoài giờ đi học thì về đi làm, nó phải nói chung sáng sớm bình thường chẳng hạn như làm 7 giờ thì em thấy nó phải ngủ dậy rồi là làm thủ tục các kiểu gì, mà phải đi làm sớm lắm, phải ra bắt hai xe bus, một xe tre, một xe trên mới đến chỗ làm, rồi làm đến nơi làm xong thì cũng phải ngược như vậy rồi mới về, nhưng thời gian đi trên đường cũng mất đâu khoảng hơn 2 tiếng rồi đấy. Ừ. Cả là 2 tiếng đó là phải mất cho xe lửa, xe bus, xe tram đâu đó khoảng đâu đó ngày chắc khoảng đâu đó khoảng 10 đô đúng không, 5 đô, 7 đô, 10 đô gì đó, rồi cộng thêm cái nữa là 2 tiếng đó nếu bạn đi làm đi thì sẽ 4 tiếng được, đâu đó khoảng 50 đồng. Các bạn thôi, đó do các bạn thôi, đó, do các bạn lựa chọn thôi, mất không có xe bên này cũng giống như ở Việt Nam mà bạn không có chiếc hai bánh vậy đó. Bạn tưởng tượng xe thôi à. Nhiều bạn còn có suy nghĩ là qua đây với tôi đi mua chiếc xe hai bánh đi, nếu mà trong thời gian tôi chưa có 4 bánh á, các bạn có tưởng tượng không, thời tiết ở ngoài nó lạnh mà đi xe hai bánh có nổi không? Nghĩ coi ở ngoài kia chiếc xe 4 bánh á trung bình nó khoảng 1 tấn mấy, cái nhẹ nhất á thì nó khoảng đâu đó là 500-700 kg các bạn, còn cái xe hai bánh của bạn bao nhiêu, đỡ nó đẩy bạn một phát là người ra người mà xe ra xe luôn á. Đó nên dạ. Cái xe hai bánh bên này đi cũng khó lắm, cũng phải muốn đi là cũng phải mặc áo này áo kia đấy, quần này quần kia đấy, bài bản lắm, nhưng phải lơi như Việt Nam mình mặc cái áo cộc thì đi không có được, nó sạch đi liền à, nên nó phải đi dép kẹp hay dép tổ ong rồi tạt quần xà lõi đâu được, nó phạt chết luôn ấy. Đến nay nói chung là em bật trực mày nói trêu ba chi kia bảo giống như khi mình có bằng lái, giống như mình trưởng thành hơn ấy, giống như mình bước ra một cái gì đó nó ấy hơn ấy, mình lên gọi là trưởng thành hơn ấy. Mạnh dạn đi nữa cũng lắm nó bị phạt thôi mà, đi ban đầu em vậy mà đi, trời ơi hôm mới xuống cái lái xe anh kia đâu, em đi con đi ngược vòng xoáy mà, hồi đó đến con Việt Nam đi ngược ấy, người ta coi ở ra thì ra là mình đi sai này, cái kinh nghiệm này. Rồi xong rồi bắt đầu dừng đèn đỏ thì nhiều lúc này kia hay là đi hạ sáng đường này kia họ cứ coi ấy, là mình dần dần là có kinh nghiệm rồi, rồi đi thôi. Thì nói chung là mình không biết thì mình đi chậm đừng để gây ra tai nạn rồi được. Và cái thứ hai khi mới đầu lái xe thì các bạn làm ơn đóng tiền bảo hiểm xe cho nó đàng hoàng. À đúng rồi. Hai chiều đi từ tim luôn, bên này thì họ lo từ A đến Z nên là không phải lo. đừng có đấm người đi bộ là được, con này đấm cột điện hay đấm đít thì thoải mái, không khuyến khích chứ mà lỡ máy dính thì cũng có bảo hiểm lo chứ rồi sao vậy. Đó, thì mình có một số anh chị ở bên này á, em biết là chồng bảo lãnh qua bên Úc xong rồi cứ ở nhà mới ăn rồi đi bộ đi chợ, mua nhà gần chỗ ấy luôn để đi bộ chợ thôi, rồi xong rồi tôi con lớn lên rồi con nó dọn ra ngoài rồi cũng lỗi một mình thôi, này từ kể mấy chục năm luôn. Rồi xong rồi nói ủa gì kỳ vậy, ở nước Úc rồi mà còn nghe mình nói thứ nhất là bây giờ chị đi học lái xe đi, rồi ngày xưa toàn là ở nhà ăn tất kỳ con chồng dạy vậy, nói học có bằng lái xe tự tin lái đi, lái tới lái lui rồi đầu quen xong em xin việc cho đó, bây giờ có bằng lái xe lâu rồi, thì mình cũng mười mấy năm trước đó, rồi xin việc xong rồi
không còn phụ thuộc vào ông nào nữa đó. Dạ. Thì sợ, mấy ông sợ mấy bà bên này á, có bằng lái xe xong rồi đi chơi người này chơi người kia, rồi xong bị lôi cuốn rồi kéo ra đi ra khỏi nhà, ông sợ mất bả, ông sợ lắm. Mấy anh thiết tin dễ sợ luôn. Đi không? Tao đi. Muốn đi phải không? Cho đi, đưa chìa khóa luôn. Đi vậy mạnh mẽ chứ. Không? Đây không? Tin dữ vậy đó. Kiếm đường làm ăn hay ho hay là cái gì mới mẻ được cho mình nhé, cứ có cái được thằng đấy mà đúng anh nhỉ. Em thấy rằng đây rất là có nhiều cái rất là hay đấy, rất à, quá nhiều cái tự do, quá nhiều cái mà không phải bị ràng buộc về, nói chung là không có phải bị ràng buộc là mình phải quen người này quen người kia, cứ ra ngoài làm bên này không cần quen biết ông ngồi nào đó, cứ vậy mà thôi, không có cản trở gì các bạn đâu, đúng không? Yeah. Rồi xong vụ lái xe rồi, ok. Và bây giờ đi chợ ăn uống rồi sao? Em sao? Một tuần em đi chợ mấy ngày? Hồi nãy yeah. Đi chợ mới về. À, hôm nay em thì đợt này hơi bận đi, em cứ đi chợ đi bỏ trong tủ á, khoảng 3-4 ngày, có khi đi một tuần. Thì có thử mình em đi được cái là nấu ăn, nấu hầu như ăn cơm, nhưng em có ăn mấy cái đồ ăn nhanh á. Sớm ngủ dậy cũng ăn cơm rồi đi làm đi, đem cơm đi, tối về cũng ăn cơm thành thói quen nên là cứ nấu cơm bỏ tủ đi, cứ về mình quay thôi. Chờ Việt thì đó rồi, cứ ra đó là xúc đi khoảng ít cá, ít thịt, nuôi rau đấy thì cứ về bỏ tủ để ăn dân. Yeah. Em ở chỗ đó gần mà, gần sát bên, em đi chắc 2 phút là tới rồi đúng không? 2-3 phút là tới chợ. Dạ, yeah, có cái chợ nhỏ ở Galangala ngay chỗ cái post office đấy thì Australia post đấy thì khoảng 2 phút, còn mà đi ra chợ chân trái thì khoảng 5 phút đấy. Yeah. Phút. À, rồi. Một mấy bạn thắc mắc hỏi là đi chợ như vậy rồi ăn uống về một tuần, em là em tự nấu cơm ăn thuần Việt luôn á, nói chung chỉ thuần Việt cho nó là một tuần hay là một tháng em tốn khoảng bao nhiêu tiền? Dạ, cái này thì nói chung anh em tính tiền Việt thì cũng hơi xó tiền đấy, nếu mà mới đâu quá tính tiền Việt đi chợ xó tiền lắm, không có dám đi chợ đâu, nhưng mà tính ra là mình làm được theo tiền Úc mà mình mới chơi tiền Úc đúng không? Đúng không? Dạ. Ăn ngày xưa lúc mà anh đi làm á, anh nhắc lời chút xíu, anh làm tuần anh ví dụ như có tuần anh làm 2.000, có tuần anh làm 3.000 đúng không? Trừ thuế thì trừ thuế đâu khoảng được thuế khoảng 20-30% tiền thuế này. Ví dụ anh làm tuần 2.000 thì anh còn lại được 1.500, kỹ một tuần anh ăn đâu đó là khoảng đâu giỏi lắm á, anh ăn mà ở ngoài nhiều á nha là cũng lên tới 200 à. Còn mà nhà anh tự nấu hoặc là anh mua đồ ăn về xong rồi anh nấu cơm anh ăn thì chỉ có 100 à, là đó ngày xưa của anh nha. Bây giờ thì khỏi nói rồi, bây giờ tại anh có con cái rồi này nọ, anh phải ăn chung với nó rồi, nên mình nói chuyện giờ, bây giờ mình đang nói chuyện lúc mà độc thân vô tính á, từ 100 tới 200 thôi à, không có hơn được, đúng không? Là một tuần á, là mỗi tuần mình ăn dữ lắm rồi đó, thì các bạn nhân lên là 4 thôi, thì từ 400 cho tới 800 một tháng, là nhiều lắm đó nha các bạn, còn không biết hoàn thành bao nhiêu tiền. Cũng... chúng em đi ăn mấy cái đồ gọi là nói chung ăn uống để cho mình có đảm bảo sức khỏe, và gạo mình cũng ăn đều đặn á, để ăn ngay 3 bữa các kiểu, tiền gạo cũng khá tốn đấy, tiền gạo em ăn một em ăn bằng cả gia đình bạn em ăn cả tháng. Xong vì mình đi làm á, làm nhiều mất sức, mình phải đảm bảo sức khỏe mình, như mình ốm xuống cái là hết nhiều tiền lắm, không đi làm được nữa, không đi làm, và thêm nữa là sức khỏe mình nó không có tốt nữa, mình cứ ăn thôi. Khỏe cũng dao động chung, một lần em đi chờ đó khoảng cỡ một khoảng 120, xong thì mua thêm mấy cái đồ vật vật này kia, ví dụ cho nó khoảng cỡ 150 thì nó thoải mái. Đó là một mình ấy. Này cái đó là một tuần hả em hay là bao lâu? Dạ, tuần đấy ạ. Tuần cho là trong cái maximum 150 nhân cho 4 tuần lên nó khoảng 600 là bạn uống. Cái này là ăn uống healthy nha các bạn. Ăn uống là khỏe mạnh luôn á nha. Rồi ăn uống nước ép thấy là từ ép từ các kiểu ăn, em tiếng về dân tập gym, nhưng mà mình trước cũng có học ý mà, nên là chăm sức khỏe mình tí. Có cái là hơi tốn tiền bia tí, đi thoảng đúng đó. Có cái tiền đó thì gọi là văn nghệ mà, mình gọi là tiền gặp gỡ bạn bè đó thì tiếc vui vẻ mà, hiểu đấy. Thì cuối tuần anh em gặp nhau tí, không ở nhà mình thì ở nhà khác, ở nhà mình thì tốn kém hơn một chút nữa, nhưng còn ở nhà khác thì vác thùng bia đi thôi. Bia bằng mấy đồng, 40 đồng rồi xong. Yeah. Thôi bạn, bên này là như vậy. Ngày xưa
hai giác cùng bia đi lắm, nhưng mà ngày nay hết rồi. Ngày nay dạ. Dạ. Chỉ dạ. Có cả rồi. Chứ mà nay anh tâm chuyển qua chơi rượu. anh rượu thì nhiều lắm, nhưng mà anh đi thì anh đem rượu cho người ta thôi, chứ anh không không rượu. Rồi lúc đầu vui lắm á, năm ngoái có gặp các bạn với anh chị đầu tư rồi nó chơi luôn nữa cho anh. Vui lắm luôn á, mà có bà xã đi nữa thì mới uống. Còn thôi thôi, ở bên này là anh ở đây mười mấy năm mà anh chưa xỉn lần nào á. Chưa xỉn nghĩa là uống dữ lắm á. Chưa đủ để say á, chưa đủ để kiểm soát được mình. Sáng đó thí dụ mà ăn nhậu vui chơi rồi á, là ngoài cái đó ra, ví dụ đi làm á, thì có những cái giải trí nào mà mình làm không, mình thực hiện không? Có anh ở bên này thì chẳng hạn nếu mà anh qua đấy mà chơi về giao lưu về những cái người mà anh em trong công việc của mình làm cùng, chẳng hạn mà thanh niên với nhau, hoặc là tuổi như anh Tâm đổ về sau tí, đổ về tuổi anh em mình ấy, là hay có thú vui là đi chơi xa ấy. Mấy gia đình rủ nhau đi chơi xa này, hoặc là đi câu cá, đi bắt con này con kia ấy. Đấy là anh nào mà vui vẻ thì cứ cuối tuần, thanh niên thì thoải mái hơn, nghỉ thì cứ đi khoảng một buổi chiều đi book phòng nghỉ một đêm đi mãi về cũng được, còn hoặc không thì sớm đi tối về cuối tuần. Tối thứ sáu là thường hay đi á. Tối thứ sáu thường hay đi. Ngày xưa anh chơi với mấy anh á, anh toàn chơi với mấy anh mà có vợ không à, có vợ có con cái rồi hết rồi, có mình anh độc thân vô tính rồi. Mà thường thường tối thứ sáu không vợ con gì, ra khỏi công ty cái là cái đám đi ra luôn. Đi luôn tối sáu chiều nhật nó về. Vui thì đi, nhưng chuyện đấy thì vui lắm. Vui lắm, vợ mà hỏi ngang câu, tôi đang cách xa bà 4 tiếng rồi. Không đâu, cái lì lắm. Ông về nhà là bảo đảm không được đi. Không đi luôn, cái đồ công ty luôn, ra cái là đi liền. Và thứ hai ở bên này là thứ sáu thường thường 1 giờ người ta cho về rồi. Nếu nào bạn làm thứ sáu nó về sớm á. Thì là đến mà gọi là thứ sáu mà. Sáu mà có tiền rồi đó. Bao lần. Ăn nhậu. Rồi mấy ông nó bị câu rồi chơi. Còn từ từ á, rồi xong rồi sau này không muốn đi xa nữa. Còn nhiều ông còn chiều thứ sáu là quất lên Sydney luôn á, chứ đừng có nói là 4 tiếng, 4-8 yeah. tiếng yeah. Vui mà. Rồi mấy ông mà chơi mấy người lớn tuổi, mấy chú mà lớn tuổi mà thấy á, là chiều tối, giống như mùa này đi 7-8 giờ rồi, trời còn sáng mà. Rồi chạy thẳng luôn ra ngoài biển luôn, vui làm sao. Rồi mặc đồ vô, xuống, bắt đầu ngư yeah. Đủ kiểu quá, đó nhiều yeah. Vui lắm. Nhưng anh Tuần cứ thong thả đi, sang đấy thì tháo thử để vui chơi lắm. Quan trọng là mới đầu em thích đi chơi nhiều, nhưng cháu thì đi chán quá, đi chán mà mình đi làm bận về nghỉ mất 2-3 ngày thì hơi phí quá, nên là thôi em ít đi chơi sáng, đi gần thôi. Nên cuối tuần gì tối thứ bảy thì anh em mới gặp nhau giao lưu thì hay là đi chơi city, đi ăn uống hết. Còn đi chơi sáng là cũng ít rồi, lâu rồi em muốn đi nè. Từ từ mới muốn có con rồi cũng đi tiếp à. Có con cho mấy nhỏ đi chơi cho nó trải nghiệm đó. Lần nào khoảng tháng 3, tháng 4 gì đó, mấy anh em nếu mà qua đây gặp mấy anh em tổ chức một chuyến đi camping đó, 2-3 ngày lên coi thác đẹp lắm, ở Grampian đường đi Nam Úc đó. Như vậy tại thiên nhiên bên này nó thoải mái lắm, sướng lắm. Ví dụ như bây giờ đi ra biển đi, anh đi vòng vòng ngoài biển là anh cũng bắt được cua nè, cua bự luôn á. Anh đi vòng vòng biển Altona, anh không cần phải dụng cụ gì, tay không thôi anh cũng đi tìm ra cua được luôn á. Anh dẫn nó con anh đi bắt hoài vậy, họ đi tìm mò anh thấy được nó đang lấy tay thọc phân phát chụp cái cua mấy cái hay đi. Từ nhỏ tới giờ nó vậy rồi, từ nhỏ mấy cái này mà nhỏ ở ngoài quê và ngoại nhà ngoại là đằng sau á, là anh đi mò sò á, mấy con sò mà dùng chân mò á, không có tay chân mò móc từ dưới chân xong kẹp ngón chân đúng rồi luyện từ nhỏ thôi. Mà nước ở ngoài quê Việt Nam, nước ở Việt Nam các bạn biết rồi, nó đâu có được trong đâu, sông suối rồi u trời nó xả rác rồi đây nước ở đây rồi giờ là nhát này nữa. Nhưng mà qua bên này thấy trong sạch vậy mà không ai nhảy xuống bắt hết, hay dân chụp á anh bắt không biết mấy tay đâu nào dám xuống đâu. Anh chú Á mình coi.
đa số là Việt Nam luôn á. Trung Quốc bây giờ thấy nó cũng ít rồi. Bây giờ Việt Nam mấy chú đi ra biển á, cứ đi ra biển thôi nào buổi sáng đi Nhật là đầy không phải không? Em đi ra thôi mà chưa khi nào bắt con này con kia đâu. Em nghĩ là ở đó có đâu. Có nhiều lắm, biển. Đi ra ngoài nữa. Tha cũng có, Athena nhiều. Có hôm bữa em đi cái biển như bữa sáng ấy này, ở gần chỗ cầu chấn, cầu quẹt chơi, rẽ sang bên phía phía đúng đấy, Quý Lâm Thao đi lại một ở chỗ có cái bãi bảo tồn cái gì đấy á, bảo tồn gì đấy, khu đấy đứng hơi xinh lây thì cũng Quý Lâm Thao đi sang tí này anh ạ. Lần đầu tiên em xuống nó, ui chim gì mới giống như ở trong thế giới động vật mà hồi nhỏ mình chém ấy, mấy con bồn đống, mấy con chim lá đấy. Ở lần đầu tiên trong đời thấy đã thiệt đấy. Đó cái bãi đó đủ con luôn á, đủ loại lắm luôn á, giống như kiểu em đang đi lạc vô tiên cảnh rồi đúng không? Nó hoang dã lắm luôn á, các bạn qua đây các bạn sẽ thấy được kiểu, nói chung là nó giống như kiểu ở là nếu mà em đi tới đó một mình là em cảm giác giống như em đang lạc vô xứ thần tiên rồi đó. Buổi sáng nữa rồi đi qua đi lại nữa. Có trên City gọi công viên gì nhỉ, công viên cái gì mà ở anh biết nhỉ, hôm trước em đi mà em quên ấy, cũng ngay ở giữa Melbourne mà hôm đó Melbourne mà em vô thấy wow, trời không ngờ ở giữa Melbourne có cái công viên lớn thế này mà giống như đang đi trong rừng ấy, wow, đẹp hết cỡ mà yên tĩnh ấy. Nó nhiều lắm, ở trên City nó có tới 4-5 cái giống vậy luôn rồi, không phải là một. Mà có nhiều cái mà nó bạn có cảm giác là bạn đang ở trong rừng sâu luôn á, chứ đừng rừng bình thường. Mấy cái cây cổ thụ thiệt là to luôn á. Hôm nào đi review cho các bạn coi. Nó mất sóng luôn chứ. Đừng nghe mất sóng nữa đấy, có đoàn lên nó có sóng nữa đấy. Không á. Có những căn nhà rất là đẹp, có những nhà có lâu đài tục cổ ngày xưa người ta làm chiến đấu nữa. Ok, nói chung là ăn chơi nhảy múa là bên nào không thiếu món nào đó. thiếu bạn luôn. Thiếu bạn với lại là thiếu tiền á, tao lại không thiếu chơi chứ, tao lại chơi tiền bóng luôn, chạy đúng không? Có một cái bên này á mà anh để ý nhiều năm rồi là thấy là ở bên này nó dư cơ sở vật chất, có nghĩa là sân đá banh nó đầy luôn, không ai đá. Đúng rồi, sân đá banh sân cỏ nó mướt mà các bạn nói nó mướt còn hơn da người nữa. Là thân mới gọi lên nhìn cảm giác gì giống như sân gốn ấy, giống như dân cỏ dân tàu luôn ấy. Nắm đều đan luôn. Quá trời luôn, không phải một sân nữa. Nói chung là đi khoảng chừng 5 cây số là có một sân rồi. 5 cây số mình nói hơi quá chứ sợ 2-3 cây thôi. Rất là nhiều công viên luôn. Rất nhiều sân đá banh và không ai đá. Bạn thử tưởng tượng đi. Mà ngày xưa mình có đi đá 1-2 lần với mấy anh đó là gọi là phải cầu nắng nỉ rồi đó, để tụi nó 5 giờ đi làm xong về phải đi đá cho nội giải này giải kia rồi. Cuối cùng cũng thằng nào cũng lo đi kiếm tiền, nào cũng lo đi mua cầu. Nên không nào chịu đi đá luôn đó. Chỉ có thứ bảy nhật mấy đứa nhỏ đi đá thì phụ huynh mới chở đi thôi, chứ thường thường ít lắm. Mọi người tập thể dục hết à, sáng chạy chút rồi chứ buổi chiều rất là khó. Và mùa hè thì không sao nha, mùa hè buổi chiều còn đang nắng, còn tới mùa đông là nó lạnh ngắt biết luôn. Mùa đông đi khó ấy được. Nhưng bên này thì giống kiểu là dân văn phòng ở thành phố lớn ấy, tập trung vào kiểu lo cuộc sống đi kiếm tiền này kia, nên chỉ gọi là thường là họ chỉ rảnh cuối tuần thôi. Những người mà có gia đình thì cuối tuần đi cùng dành cho gia đình thôi, đưa vợ con đi chơi này kia. Thanh niên thì khác, thanh niên thì có thể thời gian hơn một tí. Nên là nói chung là thường là gặp nhau hay là gì đó cuối tuần mới được anh nhỉ. Thường là vậy, là cũng hơi xấu bô một tí. Còn cái là hơi xấu bô một tí. Thì lúc mình ở bên Úc này là trả bill nhiều quá. Bill nhiều quá, các bạn lo cái bill trước thôi chứ. Mình phải lo tương lai nữa. Để mà kiểu sống như Tây tận hưởng thì được. Chẳng hạn như là 30 đồng ăn khoảng 9 đồng thì được. Thì nào sống... Ui, nó thoải mái. Gần với kiểu mình Việt Nam á, về nó về chứ làm 10 đồng nhưng phải cất 4-5 đồng đó. Em cất 4-5 đồng là giỏi rồi đó nha, mấy bạn Việt Nam khác làm 10 đồng quất luôn 12 đồng luôn, 2 đồng. nhiều bạn mới lãnh lương ra hôm nay ngày mai hết rồi. Do trả nợ hết.
Ở Việt Nam em cũng vậy mà, ở Việt Nam thì em gọi là cùng nói chung là tiền lương của mình cái khống ấy là đủ để tiền cho mình sinh hoạt với là đi đám mừng đám cưới với này kia thôi, đám mừng đầy tháng thôi. Mấy 15-16 triệu mà gọi là 9 triệu mà sao cũng thấy tháng nào đủ ấy. Cả tiền này tiền kia riêng vào của mình, tiền khác thì dư trả ra để đầu tư này kia, còn lại tiền lương thì đúng không đủ để chi tiêu ấy. Phải lo có một cái nguồn khác nữa. Dạ. Làm việc. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.